Xin chào tất cả cô bác anh chị và bạn nhé. Hôm nay là mình đi ra chỗ cửa hàng này là nằm tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Mình ra đây mình mua một cái bộ điện mặt trời cho một bà cụ đây. Bây giờ là đang tiến hành thử cái bộ điện mặt trời này nhé. Cái này sạc điện thoại được luôn nữa à? Được. Cũng ok phết đấy chứ. À, cái bộ này sạc được điện thoại luôn này mọi người. Nó sạc được điện thoại. Đây là thứ qua của cái điện thoại. Cái bộ này rất là tiện luôn, sạc được cả điện thoại luôn, chơi được cả ba cái bóng này. Ở trong này thì có rất là nhiều bộ điện mặt trời trong này đây mọi người. Đây là những cái bảng thu điện nè. Đó. Hôm nay là mình đi, trời rất là mưa cho nên là đi khá là lâu. Bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Anh đang thử cắm sạc điện thoại thử xem là có lên không này. Đầy quá, nó không lên. Đầy quá, nó hiện này. Đấy, sạc điện thoại được rồi. Có cả hai cổng này. Hai cổng. Cái này giống như là cái này giống như là cái chỗ ổ cắm cái nồi cơm ấy. Không phải, cái đứa này giống như cái kiểu là nó chế một cái hỗ trợ con nào để mình sạc nạp vào thôi. Mà có cái cổng nào mà mình cắm được cái dây ra để mà sạc là đèn pin nữa thì không nhỉ? Cái dây mình cắm sạc á. Cái là mình phải chế ra cơ. Chế nhưng mà bây giờ mình không có cái chỗ nào để mà đấu cái dây điện để mà cho các ông bà cắm sạc cái đèn pin này. Đây các bạn, mình đang tò mò là có cái cổng nào để mà cắm sạc cái đèn pin cho các ông bà không đây. Bóng thì ok rồi, cái bóng thì rất là sáng, chơi hẳn ba bóng luôn. Nhưng mà không biết làm nào để mà sạc được cái đèn pin nữa đây. Cái này sạc điện thoại là thoải mái luôn nha. Ở trong này thì có rất là nhiều bộ nhưng mà to quá, toàn trên 5 triệu, 3 triệu rưỡi. Đắt hơn cũng có. À, là mình phải có một cái giáp cắm xong mình đấu ra cái và ổ cắm điện đi đúng không? Mình đấu ra được. À. Đó. Cái này là mình sẽ đấu ra được. Nó sẽ cắm được. Đây. Nó có hai đầu ra là mình sẽ cắm được đúng không? Đúng rồi. Có cái hộp mà em mới một chút không? Đóng trên cái hộp mới tại vì em đi xa quá, em đi về tận Quản Bạ cơ. Các bạn ơi, tại vì chỗ mình không có cho nên là hôm nay tiện thể mình cũng đi lên Đồng Văn ấy, nên mình qua chỗ này mình mua luôn. Trên này thì là mấy huyện ở trên này Đồng Văn, Mèo Vạc ấy thì là họ ở gần mấy biên giới nên là họ đi nhập được một cái này về. Ở dưới mình là không có bán cái này nên là tìm mãi không có được. Mình đặt cọc tiền cho người ta tìm rồi mà không tìm được về. Dạo này Trung Quốc đã đóng cửa khẩu lâu quá nên là không có tìm được. Ở trên này thì các anh ở gần biên giới các anh đi nhập được. Còn ở chỗ mình rất là xa nên là không có nhập được mọi người. Hôm nay bắt buộc phải lên đây này, lên khá là lâu do trời mưa. Sáng nay trời mưa rất to luôn mọi người. Ở đây là đang ở trong trung tâm thị trấn Mèo Vạc luôn nhé. Đấy, bây giờ là sẽ tiến hành đóng thùng và mình chuẩn bị đi về nhé. Cái cho cái hộp này chẳng phải tốt à? Không, cái nát chú ấy bảo nát quá. Đem đi về xa chị, em sợ nó bị rách. Xa. Do cái thùng này là bị rách quá nên mình bảo các anh đóng cho mình chặt kín đáo một chút, sợ mình về đường sốc quá bị rơi là vỡ là coi như là hỏng hết à. Cái này, cái cục này khá là nặng mọi người. Cái cục này nó phải rơi vào tầm khoảng 15kg tầm đấy. Còn cái bảng này thì nhẹ thôi. Cái bảng này chắc tầm 5kg đấy. Chơi hẳn hai cái bóng đèn, mình về mình sẽ lắp thêm một cái nữa là ba cái luôn.
Còn mình mua cái bộ điện mặt trời này cho ai thì cô bác anh chị đừng quên theo dõi tập video tiếp theo, mình sẽ đi lắp cho ông hay là bà cụ nào nhé. Bởi vì cái hộp này mới luôn. Không, cái này là khói khét. Đưa ra đây. Xong con tắt chưa? Rồi. Tắt cho mình rồi. À, lát anh cho em xin cái số điện thoại để anh chị có gửi, nếu mà gửi về dưới phản bã thì có gửi về không? Gửi mà. Có. À, để em xin cái số điện thoại để lúc nào em cần ấy, lên trên này xa quá, xong gọi các anh gửi đó, gửi qua xe xuống được. Gửi về đâu, gửi về đâu, xe khách nó đưa xuống. Gửi qua là tiền qua tài khoản bọn em gửi đến tận nơi. Ừ. Đó là bọn Cao Bằng không thế mà. Gửi từ đây về Cao Bằng rồi. Ừ, gửi hết mà. À, tại vì em... Nhiều khi bọn em mua bán còn chỉ biết qua mỗi số điện thoại. Đúng rồi. Đó là có alo xong là chuyển khoản thì em chuyển hàng. Thôi chỉ cần có một người đi đến hàng thôi. Sau đó là từ làm sao làm. Em không có biết đâu, hôm nay em lên tìm mãi, tìm khắp cả huyện này xong mới gặp được cái chị ấy và em nhìn thấy có một cái bảng nhỏ nhỏ ở chỗ cái biển, cái cửa hàng đấy, xong em mới hỏi chị ấy, bảo là nhà chị bên này có, nên là em mới ngồi ở đấy đợi. Cái này dưới chỗ em là họ không có bán cái này, tại vì chỗ em nó cách xa với biên giới nên là họ không có nhập được về. Cái hàng này mà hàng Việt Nam thì đắt lắm. Vâng. Em vừa rồi biên giới không thông mấy ấy. Vâng. Là nhập thêm hàng Việt Nam ấy. Vâng. Nhưng mà đắt quá, đẩy lên giá quá cao, không thể lấy được. Vâng. Thế bây giờ đã hộp. Đắt hơn 700-800 nghìn. Ừ. Mà không thể nhập được. 1 triệu 700 nghìn. Còn bây giờ đóng xong cái hộp mà còn cái bộ mà to bộ nạp này, bây giờ còn cái bảng đắt hơn 1 triệu. Tuy là bọn em bán hàng tàu nhưng bọn em đều bảo hành theo cách nên là chẳng phải lo vấn đề đấy. À, mấy cái này thì nãy em mới hỏi anh ấy, bảo là nó không có hỏng lắm đâu em, tại vì em nhìn thấy có nhiều cái nhà người ta vẫn đó. Dùng lâu lắm. Dùng... Bán cho người ta dùng toàn 5 đến 7 năm mà chưa hỏng, họ lại ra mua thêm bộ to để chạy được tủ lạnh. Ờ. Còn nhà Hà Giang nó bảo lên đây nó mua về nó làm trang trại rồi. Nó mua về nó dùng ở trong trang trại. Trang trại là đáng lẽ phải dùng mấy cái bộ mặt trời nó mới đỡ tốn điện ấy. Nó xa quá. Bây giờ là đang kéo điện rồi. Thì nó không có hàng này có ít thôi chứ còn để bình thường mà không thông điện nó hàng đầy nhà luôn. Bây giờ đang căng thẳng nên không có nhập được về. Đấy, không nhập được. Nên là nó không có nhiều nhưng mà lúc nào cũng không có hàng. Đây, mỗi một tấm là một bộ. Nên là bọn em vẫn còn đủ. Có cả cái đèn giống kiểu là đèn có một tấm bảng. Rồi đấy, đủ một bộ rồi anh. À. Cái tấm kia là nó chỉ thắp sáng thôi, nó thắp từ giờ đến sáng mai không hết. Có nghĩa là từ cái này à? Đúng rồi. Nhưng mà nó ký bộ nạc của nó ở đâu? Nó là cái tấm này này. Nó là cái tấm bảng này. Nó là mình cho lên trên nóc nhà luôn. À, nhưng mà nó lại không có cái bộ kích à? Hay là nó không dùng qua kích cái gì hết. Nó sạc trực tiếp vào đây, nó có thể sạc từ là 6 giờ tối nay đến 6 giờ sáng mai. Cái pin ở đó là ở bộ phận nó bên trong rồi. À, nó tích hợp sẵn bên trong luôn này. Nhưng mà bây giờ anh bật lên trên coi được không? Xem được. Bây giờ chỉ có rút cái nguồn cái ra thì nó mới sáng được. À. Thế là cái này anh sạc để phòng cái lúc mất điện đúng không? Đây, ví dụ như thế này. Sẽ muốn bây giờ sẽ tham khảo cái bộ này nữa mọi người. Có rất là nhiều bộ luôn. Đúng. Có cả điều khiển à? Cái này mình dùng điều khiển nữa. Đúng nha, lúc nào mình tắt cũng được mà không tắt cũng được. À. Bình thường sẽ dùng được nhưng mà cái bộ này của em này trẻ con nó làm mất điều khiển rồi. Cái bộ này bao nhiêu? Cái này cũng hơn 1 triệu. Ủa, thì tính ra cái này có khi còn sáng hơn cái bộ này nhiều chứ. Đúng rồi. Cái này sẽ sáng hơn cái kia nhiều. Nhưng cái kia này lại không sạc được điện thoại. Cái kia có thể sạc được điện thoại. Cái bộ này thì không sạc được điện thoại. Vâng. Nó chỉ có mỗi cái bóng này thôi. Đúng rồi. Mà cái này mình treo ngược lên trên trần nhà được mà. Đúng. Đây,
treo ở một góc nhà thì nó sẽ tỏa sáng hết nhà, cái là mình treo thôi, mình có thể nhìn sang hết chỗ ở trong kia. Ờ, anh bật xem coi xem nào, như cái này có vẻ nhìn nó sáng đấy. Hơn đấy. Vâng. Cái này là bây giờ nó đang sạc sẵn ở trong này rồi. Vâng, đúng rồi. Đây các bạn nhìn thấy cái này rất là sáng luôn này. Có khi mình không, mình treo nếu như mà anh treo như thế này nó chỉ sáng trộm ở đây. Đúng rồi. Nhưng nếu mà anh sẽ để vào một cái anh góc để nhà, như góc nhà như này nhà nó sẽ tỏa khắp nhà luôn. À. Đây giống như nhà em một góc như này, nó có thể sáng hết cái gian này. Mà rất sáng, nó có thể sáng được 12 tiếng. Chung mỗi thứ nó có một cái điểm mạnh nhưng mà vẫn có một cái điểm yếu của nó. Cái bộ này nó sáng hơn nhưng mà nó lại không có cái nạp sạc điện thoại, sạc đèn các thứ. Vâng. Còn cái bộ này thì nó lại có được cái cổng sạc. Vâng. À, nhưng mà giá của cái bộ này là bao nhiêu? Giá cái này của nó là 1,6 triệu. Nó còn rẻ hơn cái bộ này nữa. Vâng. À. 1,6 triệu nhưng mà em chỉ là nói 1,6 triệu bán 1,4 triệu. Mà cái bộ này chắc cũng phải bất chứ. Cái bộ này này. Bộ này nếu mà nó cao hơn thì lại bớt được đi. Giống như chồng em vừa nói, cứ cái nào mà mình nói cao thì mình giảm được. Còn nếu mà nói đúng giá thì không giảm được. Cái này em còn phải mua nhiều thứ nữa. Tại vì bọn em làm cái này toàn là vào những cái gia đình nào mà sâu xa rồi là khó khăn, không có điện đó này, nên mình phải sắm hết cho họ mọi thứ nhiều lắm. Nếu mà em biết trước em biết là có cái điện mặt trời này thì em sắm nhiều lắm rồi, nhưng mà tại vì lúc đó chưa có biết nên mấy cũng cách đây mấy tháng nhìn thấy các anh ở trên này họ hay đi mua được ấy, nên mới tìm hiểu được. Tại vì ở chỗ những cái ông bà lớn tuổi người ta ở trong cái vùng sâu vùng xa là mình kéo điện rất là đắt tiền luôn, toàn mấy chục triệu thôi, đường kéo đường dây điện nó rất là xa ấy. Có những người người ta dùng mấy xạ, nếu mà mấy chục triệu nhá, nếu không người ta có thể, nhiều người người ta có thể mua một cái này nó có thể sáng khắp nhà rồi. Người ta mua một cái ắc quy xe máy thôi người ta có thể sạc được điện thoại. Đúng rồi. Đúng rồi, một cái sạc ắc quy người ta có cái bộ kích kìa. Không, nó không cần kích, nó có cái ba cái này để sạc điện thoại này. Đây. Cái chuyển đổi ấy đúng không? Đã. À, mình cứ kẹp vào bình ắc quy này là mình thoải mái sạc điện thoại này, sạc đèn này. Đây nó vẫn có cổng đấy. Sạc được nữa. Đó, nên là rất tiện mà. Đấy, nếu mà mình có điện lưới mình có thể mình bật cái này lên mình sạc. Cái này ngày trước là hay sạc điện thoại, pin điện thoại đấy. Đây nhá, cái này có thể sạc được đa năng này. Cái này có thể sạc được điện lưới này. Cái đúng này à. Có thể sạc ắc quy này. Đấy. Một cái bộ đấy là bao nhiêu anh? Cái này là mấy chục nghìn. À, không đánh gói rồi mà xem trong này để cầm về xem mình chế được như thế nào. Không có gì đâu, cứ thế này kẹp vào ác. Nhưng mà cái này là không. Nó không có dùng được cho cái này đúng không? Không, như thế này không. Anh để nói lên này, rõ thế này. Mình lại có cái cổng kia, mình nối vào giống như cái cổng mà anh vừa nói ấy. À đúng rồi. Anh ơi, đây sạc điện thoại thì nó có cái cổng sạc điện thoại đây rồi. Chế làm nó, gì? Nó có, không nó có hiểu sạc. Không. Chú ấy bảo là muốn lấy cái này để chế vào cái kiểu là nó mình có sạc đèn pin. Đèn đội đầu tại ấy. Vì cái đèn pin là nó có đấy, hai giống như kìa cả. Đây. Cái đèn pin ở đây mà. Ừ. Không nó à đúng rồi, đây nó vẫn có cái cổng đây này. Đấy. À không, à đây. Cái cổng này bây giờ đèn pin nó toàn cổng này với lại cái cổng này thôi. Vâng đấy. Đúng rồi. À đấy, thế cái này cũng được. Cái mà anh bảo là lấy cái sạc lấy cái dây kia thì nó mình cắt cái này đi xong mình nối vào đấy thì mình cắm vào. Ờ. Có thể là mình sạc được luôn. Đúng ví à. Dụ nhá. Nếu mà cái này có hỏng nhá. Cái này người ta có thể cắt đi. Lấy cái này nối với cái này dài như này, cái này đầu này được cắm vào đầu như này bình thường đấy, sau đó đầu này thì đầu sạc rồi đúng rồi. Thế anh gói được trong cái đấy này, lấy một cái này à? Ôi không không cần nói đâu, em vứt vào trong cái ba lô cũng được. Ừ. Bộ này nó mang về đây. Đấy bạn, là do mình chưa có tìm hiểu nhiều về cái bộ năng lượng mặt trời nên là mình phải hỏi anh chị rất là nhiều và tìm được mọi thứ để về á, nên lúc mình nghĩ ra là lại muộn đấy mọi người, chứ ở chỗ này rất là xa nữa để mà cần tìm được một thứ rất là khó khăn. Đây bạn nhé, bây giờ là mình sẽ buộc lên xe rồi là chuẩn bị đi về nhé. Trời cũng sắp tối, thì bây giờ đã là 5:15 rồi. Từ chỗ này về đến nhà mình chắc là phải đi hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Thì mình sẽ không có quay cho bạn xem nữa nhé. Về đến nhà rồi ngày mai hay là ngày kia mình đi tiếp tục đưa cái món quà này đến với lại một bà cụ. Thì cô anh chị đừng quên like và chia sẻ video, bấm đăng ký kênh để theo dõi tập video tiếp theo.
10.000 lắc điện mặt trời cho bà cụ nhá. Xin chào tất cả các bạn.